chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với khoảng trời của bé. Và ngày hôm nay khoảng trời của bé sẽ giới thiệu đến các bạn bộ đồ chơi Peppa Pig Baxi. Bộ đồ chơi trông rất là dễ thương đúng không nào? Và bây giờ chúng ta cùng khám phá bộ đồ chơi này nhé. Bộ đồ chơi Peppa Pig Baxi bao gồm có 10 chú Peppa Pig rất là đáng yêu và rất nhiều những dụng cụ ở trong trong bệnh viện, ví dụ như là tai nghe, giường và máy chụp và cả kính nữa. Trông rất là dễ thương đúng không nào? Đây là những chú Peppa Pig rất là đáng yêu. Chúng ta bằng kim tiêm. Hiện nay thì bộ đồ chơi Peppa Pig Baxi đang được bán ở khoảng trời của bé với giá 150.000 đồng. Các bé hãy đến với khoảng trời của bé để xin ngay bộ đồ chơi này về nhé.